Ngày 31 tháng 8, Đoàn Kiểm tra Liên ngành chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả huyện Di Linh đã phát hiện và xử lý một cơ sở thu mua trái cây có hành vi sử dụng hóa chất trái phép để nhúng sầu riêng tại thôn 2 xã Hòa Nam, huyện Di Linh. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn Kiểm tra Liên ngành phát hiện nhiều công nhân đang có hành vi nhúng những trái sầu riêng còn xanh và chưa chín vào trong một thùng nhựa có chứa dung dịch màu vàng. Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận dung dịch dùng để nhúng sầu riêng là bột nghệ và phân bón lá loại trái chín. Lực lượng chức năng đã lập biên bản hành vi vi phạm này và thu giữ hơn 2 tấn trái sầu riêng đã bị nhúng hóa chất, 13 chai thuốc đặc trị nấm Phytothora loại 1.000ml, 4 chai phân bón lá cao cấp có nhãn hiệu HBC97HXN loại 500ml một chai, một số can hóa chất và nhiều bao giấy có chứa bột màu vàng. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng còn thu giữ 89 kg bao bì nhãn mác có chữ Trung Quốc. Theo kết quả điều tra ban đầu, cơ sở này đã đi vào hoạt động từ cuối tháng 7 2016 đến nay và thường xuyên thu mua sầu riêng chưa chín để nhúng vào hóa chất trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ. Ông Hoàng Văn Trọng, người quản lý của cơ sở thu mua sầu riêng này cho biết, điểm thu mua này là chi nhánh của công ty Rồng Hoa Thái có trụ sở chính tại Cai Lậy, Tiền Giang. Sầu riêng sau khi thu mua sẽ được công nhân mang vào nhúng thuốc, dán chữ Trung Quốc lên cuốn, xếp vào thùng giấy có dán chữ Trung Quốc và đóng thùng mang vào kho. 2-3 ngày sau khi nhúng hóa chất, sầu riêng sẽ chín đều và đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuyết càng lớn, khi 5 năm trở lại đây, thị trường tơ tằm sôi động, giá càng...